Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, buổi tối hôm nay ở tại Hoa Kỳ và cũng như là buổi sáng ở tại Việt Nam, tôi sẽ được phép chia sẻ về một cái chủ đề, đó là Chúa Giêsu đấng chia đôi dòng lịch sử. Câu gốc Kinh Thánh ở trong Galati đoạn 4 câu 1 cho đến câu 7 cho chúng ta biết như thế này: nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời liền sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Thưa quý mài chị em, lời của Chúa cho chúng ta biết rằng là sự Giáng sinh của Chúa Giêsu đó là một kết quả của một cái kỳ hạn đã được trọn ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu không phải là một sự tình cờ hoặc ngẫu nhiên, nhưng mà đây là một sự sắp đặt ở trong chương trình cứu rỗi tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Và Ngài đã có một Ngài có một cái thời kỳ hay là một kỳ hạn. Và cái kỳ hạn đó khi nó đã được trọn vẹn rồi thì Đức Chúa Trời Ngài sai Chúa Jesus Christ đến thế gian để cứu chuộc nhân loại chúng ta. Cảm ơn Chúa, vừa rồi cách đây mấy ngày thì chúng ta cũng đã mỗi người được nô nức để chúng ta hân hoan ở trong ngày 24 và 25 tháng 12 vừa qua để chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu ngày Giáng sinh. Và tôi rất là vui mừng bởi vì đây là dịp Giáng sinh đầu tiên của tôi và gia đình của tôi ở tại Hoa Kỳ. Cảm ơn Chúa, chúng tôi đến ở tại Hoa Kỳ ở trong bầu không khí mát mẻ, cũng có phần hơi lạnh lẽo của Hoa Kỳ, nhưng mà cảm ơn Chúa, bầu không khí thuộc linh thì rất ấm áp ở trong tình yêu của nhiều con cái Chúa ở chung quanh tôi và của Hội Thánh. Cảm ơn Chúa, tôi rất là vui bởi vì Chúa Ngài cho tôi được chứng kiến, được kinh nghiệm cái sự vui mừng của người dân Hoa Kỳ và cũng như của Hội Thánh Chúa ở tại Hoa Kỳ đối với mùa Giáng sinh nó như thế nào. Bởi vì ở tại Việt Nam thì hầu như con cái Chúa chúng ta chỉ có vui Giáng sinh ở trong chỉ vỏn vẹn đúng một ngày thôi, đó là ngày 25 tháng 12. Nhưng mà ở tại Hoa Kỳ này thì tôi nhìn thấy rằng là nhiều người vui Giáng sinh trong suốt cả tháng, trong suốt cả tháng 12. Cho đến bây giờ thì cái bầu không khí Giáng sinh nó vẫn còn vang vọng ở đâu đó ở trong mỗi đời sống con cái Chúa tại Mỹ. Cảm ơn Chúa. Dẫu vậy thì tôi vẫn nhìn thấy đâu đó có một đôi người vì cớ chúng ta có thể chúng ta nghiên cứu và chúng ta nhìn thấy rằng là ngày 25 tháng 12 có thể không phải chính xác là ngày mà Chúa Giêsu ngày Giáng sinh. Cho nên có nhiều cái quan điểm khác nhau cho rằng là Hội Thánh Chúa không nên tổ chức ngày Giáng sinh ở trong ngày 25 tháng 12. Và tôi cũng đã nghiên cứu về lịch sử và tôi nhìn thấy Kinh Thánh cho chúng ta thấy được có một cái hé lộ về cái thời điểm mà Chúa Giêsu Giáng sinh. Ở trong sách Luca đoạn số 3 câu 1 á, thì Kinh Thánh Thánh Luca cho chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu ngày bắt đầu chức vụ vào năm thứ 15 của triều đại vua Caesar Tiberius. Và lúc ấy thì Chúa khoảng chừng độ 30 tuổi. Luca đoạn 3 câu 1 chép rằng là năm thứ 15 đời Caesar Tiberius, khi Pontius Pilate làm quan tổng đốc xứ Jude, Herod làm vua chư hầu xứ Ga-li-lê, Philip Embue làm vua chư hầu xứ Iture và tỉnh Traconis, Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene. Như vậy thì khi Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ thì đó là khoảng năm thứ 15 của triều đại Caesar Tiberius. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu Ngài đã được sinh ra trước 15 năm trước khi mà ông Caesar Tiberius này lên ngôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là chỉ cần mà chúng ta biết được cái ngày tháng năm nào của ông Caesar Tiberius này ông lên ngôi hoàng đế thì chúng ta sẽ có thể tính ngược lại đó 15 năm, thì chúng ta sẽ ra được cái năm mà Chúa Giêsu ngày Giáng sinh và có thể tính ra được cả ngày và tháng nữa. Rất may rằng là trong lịch sử đã lưu lại cái ngày mà ông hoàng đế Caesar Tiberius này ông đã kế vị hoàng đế Caesar Augustus trước đó. Chúng ta đọc Kinh Thánh và chúng ta biết rằng là Caesar Augustus đó là vị Caesar trước, rồi sau đó đến lượt Caesar Tiberius. Như vậy thì Caesar Tiberius đã kế vị hoàng đế Augustus đó vào ngày 19 tháng 8 năm 767 tính theo lịch của Roma. Và cái lịch Roma này được tính từ khi thành lập thành phố Roma. Và năm thứ nhất của hoàng đế Tiberius, đó là tháng Giêng năm 768. Và nếu mà trừ đi 15 năm thì ra năm 753. Như vậy thì Chúa Giêsu Ngài sinh ra vào ngày 25 tháng 12 năm 753 theo lịch của Roma. Và kỷ nguyên của Cơ Đốc hay là công nguyên đó quý vị, tính là năm 0 đó, thì nó bắt đầu vào ngày 1 tháng Giêng năm 754 của lịch Roma. Như vậy thì theo lịch sử chúng ta thấy rằng là các sử gia họ đã tính toán và họ đã biết được là ngày 25 tháng 12 năm 753 đó là ngày mà Chúa Giêsu ngày Giáng sinh. Có thể nó xê xích vài ba ngày, nhưng mà chúng ta biết rằng là tháng 12 năm 753 đó là cái ngày mà Chúa Giêsu ngày Giáng sinh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là hội thánh của Chúa trải qua nhiều thời đại, thì chúng ta biết rằng là họ đã có những cái sự tính toán khá là chính xác so với lịch sử về ngày và giờ mà Chúa Giêsu Giáng sinh. Rồi, đó là cái vấn đề mà tôi chỉ trình bày ra như vậy. Không phải tôi đã kích hoặc là tôi muốn nói ai đó sai lầm, nhưng mà đây là điều mà tôi đã nghiên cứu trong lịch sử và tôi chia sẻ cho quý vị chúng ta để chúng ta có thể hiểu và chúng ta thấu hiểu rằng là truyền thống giáo hội của chúng ta từ trước đến giờ không có gì sai so với lịch sử cả. Và chúng ta nếu ai chúng ta không đồng ý thì cái đó là chuyện của riêng cá nhân chúng ta. Còn ai chúng ta tin thì chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì điều quan trọng nhất không phải là cái ngày giờ năm mà Chúa Giêsu Giáng sinh, nhưng cái điều quan trọng nhất đó là Chúa Giêsu Ngài thật sự đã đến thế gian này để tìm và cứu chúng ta. Và Chúa Giêsu là một nhân vật có thật ở trong lịch sử, chứ Ngài không phải chỉ là một nhân vật ở trong truyền thuyết nào đó mà thôi. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái ngày mà Chúa Giêsu, cái năm mà Chúa Giêsu ngày Giáng sinh, cái năm đó được tính làm một cái dấu mốc để chia đôi dòng lịch sử nhân loại của chúng ta. Trước khi mà Chúa Giêsu ngày Giáng sinh thì chúng ta thấy rằng đó là trước công nguyên. Còn sau khi Chúa Giêsu Giáng sinh được gọi là sau công nguyên. Và mỗi người chúng ta đang sống ở năm 2023 và chúng ta chuẩn bị bước sang năm 2024 sau công nguyên, tức là sau Chúa Giêsu ngày Giáng sinh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái sự kiện mà Chúa Giêsu Giáng sinh nó đã thay đổi dòng lịch sử nhân loại. Và không những Ngài chỉ thay đổi lịch sử nhân loại mà thôi, Ngài cũng chấm dứt luôn cả thời kỳ luật pháp của Cựu Ước và Ngài mở ra một kỷ nguyên mới của Tân Ước. Ngài đã chấm dứt một thời kỳ đen tối, thất vọng, một thời kỳ tội lỗi, nó bao trùm cả thế giới, cả nhân loại của chúng ta. Và khi mà Chúa Giêsu Ngài Giáng sinh thì Ngài đã mở ra một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên thanh bình, một kỷ nguyên của ân điển, kỷ nguyên của sự cứu rỗi bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa, thật là tuyệt vời, không có một giáo chủ, không có một con người nào, không có một vĩ nhân nào, hoặc là một vị nguyên thủ quốc gia nào có một cái sự xứng đáng hơn Chúa Giêsu để người ta có thể lấy cái ngày sinh của người ấy để có thể chia đôi dòng lịch sử nhân loại như Chúa Giêsu của chúng ta đã được. Cảm ơn Chúa, chỉ có Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng có thẩm quyền và Ngài cũng là đấng có cái sự tế trị ở trên dòng lịch sử nhân loại của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ở trong tiếng Anh dùng cái từ lịch sử đó là history. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc cái từ history mà tách rời nhau ra đó thì có thể chúng ta thấy rằng là his story tức là câu chuyện của Ngài. Vậy thì lịch sử đó là câu chuyện của Chúa Giêsu, của quý mà chị em. Và ai có Chúa Giêsu Christ thì cuộc đời của người đó sẽ được trở nên mới. Mọi sự cũ đã qua đi và bây giờ tất cả mọi sự được trở nên mới. Khi có Chúa Giêsu Ngài ngự vào lòng của chúng ta thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ được Chúa Ngài chia đôi cái dòng lịch sử cuộc đời của chúng ta. Trước khi tin Chúa và sau khi tin Chúa, chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt hoàn toàn. Vậy thì Chúa Giêsu Ngài có thể làm điều gì trong đời sống của mỗi người chúng ta khi Ngài bước vào trong đời sống của con người chúng ta? Điều đầu tiên mà Chúa Ngài có thể làm ở trong đời sống của một người tin nhận Chúa, đó chính là Ngài giải quyết vấn đề tội lỗi của con người chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 20 cho đến 21, đây là lời của một thiên sứ đã hiện ra trong giấc chiêm bao của Joseph và phán với ông như thế này: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Cảm ơn Chúa, đây là lời của thiên sứ đến từ Đức Chúa Trời đã loan báo về sự hoài thai của Chúa Giê-xu là bởi Đức Thánh Linh. Bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã đem con của Ngài là Giê-xu, và cái sứ mạng của Chúa Giê-xu đó chính là cứu dân mình ra khỏi tội lỗi. Cảm ơn Chúa, bất cứ một ai tiếp nhận Chúa Jesus Christ vào trong đời sống của họ, họ sẽ được Chúa Ngài tha thứ tội lỗi. Họ sẽ được Chúa Ngài giải cứu ra khỏi quyền lực của sự định tội đến từ ma quỷ. Cảm ơn Chúa, con người của chúng ta ở trên hành tinh này không phân biệt màu da, không phân biệt sắc tộc, không phân biệt trình độ văn hóa, không phân biệt ngôn ngữ. Tất cả mọi người chúng ta sinh ra trên hành tinh này đều là những tội nhân đáng chết mất. Chúng ta cần có sự thương xót của Chúa. Theo như lời của Kinh Thánh chép ở trong Roma đoạn 3 câu 23 chép rằng là vì tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mỗi người chúng ta đều cần có Chúa Giê-xu ở trong đời sống của mình, bởi vì chỉ có Chúa Giê-xu Ngài mới có quyền để tha tội cho mọi người chúng ta. Không ai trong chúng ta nói rằng tôi không có tội cả, đúng không quý mài chị em? Từ lúc chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta lớn lên, chúng ta phạm tội rất là nhiều. Có thể chúng ta chưa bao giờ ăn gian, nói dối, lường gạt, làm hại ai. Chúng ta chưa bao giờ chúng ta cầm dao, chúng ta giết một ai. Chưa bao giờ chúng ta trộm cắp gì cả. Nhưng mà cái tội lớn nhất đó chính là ở trong tư tưởng của chúng ta. Chúng ta luôn bạn nghịch, chúng ta luôn nổi loạn, chống lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta ăn cơm của trời, uống nước của trời, lâm nguy tuyệt vọng kêu trời. Cái gì cũng kêu trời hết, nhưng mà chúng ta lại không chịu thờ trời theo đúng lời của Chúa. Và đó là cái tội lớn nhất thưa quý mài che. Mỗi người chúng ta cần phải ăn năn để trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời theo đúng Kinh Thánh, để chúng ta có được sự tha thứ, được sự thương xót của Chúa và được thay đổi bản chất tội lỗi của chúng ta. Và khi chúng ta được Chúa tha tội, chúng ta sẽ có một tấm lòng giản dị để chúng ta đến với Chúa, thờ phượng Chúa và phục sự Ngài một cách đẹp lòng Ngài. Cảm ơn Chúa. Khi Chúa Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta thì Ngài cũng thay đổi cái số phận thuộc linh của chúng ta nữa quý bạn chị em. Ở trong Cô-rinh-tô đoạn 1 câu 12 cho đến 14, đây là lời của sứ đồ Phao-lô, ông nói thế này: Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu của Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đã khiến chúng ta có thể dư phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Trước khi tin nhận Chúa Jesus Christ, tội lỗi chúng ta chưa được tha, linh hồn của chúng ta chưa được cứu. Chúng ta còn ở trong vương quốc của sự tối tăm. Chúng ta không thể xứng đáng có thể nỗ lực để chúng ta làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể bước vào trong thiên đàng bằng chính công đức riêng của mình. Nhưng mà nhờ huyết của Chúa Jesus Christ đã đổ ra trên thập tự giá, mà bây giờ qua đức tin nơi Chúa Giê-xu mà mỗi người chúng ta có thể dư phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng, tức là ở trong thiên đàng vinh hiển. Cảm ơn Chúa. Và khi chúng ta trở thành con của Chúa, chúng ta trở thành một công dân ở trong vương quốc thiên đàng, thì điều đó có nghĩa rằng là Chúa Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm. Chúng ta không còn là thành viên của hỏa ngục nữa. Chúng ta không còn là công dân ở trong vương quốc tối tăm, bóng tối, tội lỗi, chết chóc, rủa xả của ma quỷ nữa. Bây giờ chúng ta là công dân của thiên quốc. Đấy là cái điều mà chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì chỉ có Ngài mới có thể thay đổi, chỉ có thể thay đổi số phận thuộc linh của chúng ta mà thôi. Và trong Chúa Giê-xu chúng ta có sự cứu chuộc, chính là sự tha tội. Cảm ơn Chúa. Trong mùa Giáng sinh này và cũng như trước thềm năm mới, nếu lòng của mọi người chúng ta ai cảm nhận trong năm vừa qua tôi có nhiều tội lỗi, tôi sống vẫn chưa đẹp lòng Chúa, tôi vẫn còn nặng nề trong những cái sự xấu hổ định tội của bản thân, thì tôi khích lệ anh chị em chúng ta hãy đến với Chúa, ăn năn với Chúa những tội lỗi của mình. Chúa sẵn sàng tha tội chúng ta và Chúa Ngài sẽ đón nhận chúng ta vào trong vòng tay yêu dấu của Ngài để chúng ta được tha thứ tội lỗi, được làm sạch tội và chúng ta được xứng đáng để Chúa Ngài tiếp nhận chúng ta và được Ngài ban phước. Điều thứ hai mà Chúa Giêsu có thể làm trong đời sống một người, đó là Ngài khiến cho người ấy được hòa thuận trở lại với Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 18 cho đến 19, lời của sứ đồ Phao-lô đã nói thế này: mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Như vậy thì khi tội lỗi của chúng ta được tha tội bởi huyết của Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ được hòa thuận trở lại với Chúa. Và nếu ai chúng ta có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, thì lời của Chúa khích lệ chúng ta hãy đến gần với Chúa, hãy trở lại với Chúa, hãy ăn năn xin lỗi Đức Chúa Trời và xưng nhận tội lỗi của mình, và chúng ta hãy làm hòa với Chúa. Qua Chúa Giêsu mà mỗi người chúng ta được Đức Chúa Trời Ngài tiếp nhận chúng ta, như thể rằng chính Đức Chúa Trời Ngài tiếp nhận Chúa Giêsu Christ vậy. Qua Chúa Giêsu Christ mà mỗi người chúng ta được trở nên hoàn hảo, chúng ta được trở nên trọn vẹn. Khi mà chúng ta đứng ở trước mặt của Chúa Trời bởi đức tin nơi Chúa Jesus Christ, thì Đức Chúa Trời Ngài không còn nhìn thấy mỗi người chúng ta ở trong cái xác thịt này nữa, nhưng mà Ngài nhìn thấy mỗi người chúng ta được đặt ở trong Chúa Jesus Christ là con yêu dấu của Ngài. Và Đức Chúa Trời Ngài có thể nhìn thấy chúng ta xuyên qua Đức Chúa Jesus Christ. Và bây giờ chúng ta mỗi người chúng ta được hoàn hảo, đó là bởi vì chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Như vậy thì qua Chúa Jesus Christ mà chúng ta được hòa thuận, chúng ta được tương giao thân mật với Đức Chúa Trời. Và như vậy, tâm linh của chúng ta sẽ có một mùa xuân trọn vẹn ở trong Đức Chúa Trời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17, lời của Chúa chép rằng: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự được trở nên mới. Cảm ơn Chúa, ở trong Đức Chúa Jesus Christ, tôi và mỗi người chúng ta đều là những người mới cả. Chúng ta không còn là những người tội lỗi, chúng ta không còn là những người đáng bị chết mất, chúng ta không còn là những công dân của hỏa ngục nữa. Nhưng bây giờ chúng ta là những người công chính bởi huyết của Chúa Jesus Christ, bởi đức tin nơi Chúa Giêsu mà mỗi người chúng ta được đứng một cách ngay thẳng, được đứng dạn dĩ ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, thật là tuyệt vời. Và điều thứ ba mà Chúa Giêsu có thể làm ở trong đời sống của chúng ta, đó là Ngài thay đổi bản chất và ước muốn của mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu Ngài đến để thay đổi lòng ước muốn của mỗi người chúng ta. Khi chưa tin Chúa, tấm lòng của chúng ta đầy dẫy tội lỗi và chúng ta chỉ ham thích những điều thuộc về tội lỗi mà thôi. Bởi vì bản chất tội lỗi bên trong mỗi người chúng ta, và tội lỗi là sự tối tăm, cho nên bản chất tối tăm nó không bao giờ thích những điều thuộc về sự sáng của Chúa cả. Chúa Giêsu Ngài là sự sáng, và Ngài đã từng phán như thế này ở trong Giăng đoạn 8 câu 12: ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Như vậy thì khi ai đó theo Chúa, tin nhận Chúa Giêsu và bước đi theo Chúa, thì người đó sẽ chẳng đi trong nơi tối tăm nữa. Ở đây không nói về sự tối tăm của thể lý, khi mà chúng ta tắt điện hoặc là chúng ta bật điện thì chúng ta có sự sáng. Không, Kinh Thánh không đề cập đến cái sự sáng đó, nhưng mà Kinh Thánh đang đề cập đến sự sáng tâm linh. Và khi mà có Chúa Giêsu Christ và lời của Đức Chúa Trời ở trong tâm linh của một người, thì người đó sẽ có sự sáng của Ngài. Còn nếu một người không có sự hiện diện của Chúa Giêsu, không có lời của Chúa ở trong người đó, không có đức tin nơi Đức Chúa Trời và không bước đi theo Ngài, thì tâm linh của người đó đang ở trong sự tối tăm. Và đây chính là cái sự tối tăm mà Chúa Ngài muốn thay đổi bên trong chúng ta. Khi Chúa thay đổi cái sự tối tăm bên trong chúng ta, thì tấm lòng của chúng ta nó sẽ được thay đổi, nó sẽ yêu thích những gì thuộc về sự sáng của Chúa. Người ta dùng nhiều từ ngữ để nói về những cái điều thuộc về sự tối tăm hoặc là đen tối, như là đầu óc đen tối, tư tưởng đen tối, lối sống đen tối, giang hồ xã hội đen, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đây là những cái chữ đen mà chúng ta thấy rằng là nó không phải chỉ về thế giới vật chất khi nó thiếu ánh sáng mặt trời, nhưng mà đây nói về cái tinh thần, nói về tâm linh của một người thiếu sự sáng của Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu Ngài chính là sự sáng thật, của thế gian. Ai có Chúa thì đời sống người đó sẽ trở nên tươi sáng hơn, bởi vì người đó sẽ có những ước muốn công chính, ước muốn thanh sạch, có những ước muốn tốt lành để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và sống theo đúng ý muốn của Chúa, đúng theo lời của Ngài. Do đó là người tin Chúa, chúng ta không còn tham dự vào trong những hoạt động tối tăm của tội lỗi như là hút chích, rượu chè, cờ bạc, mê tín dị đoan, nhậu nhẹt, rồi lừa đảo, gian lận. Không còn có sự buôn lậu hoặc là trộm cắp làm tổn hại người khác nữa, quý mà cha. Bởi vì bây giờ tâm tánh của chúng ta, bản chất con người bên trong của chúng ta được Chúa thay đổi. Chúng ta không còn phải làm nô lệ cho tội lỗi từ bên trong nữa. Chúng ta nếu có phạm tội thì Chúa Ngài cũng tha thứ cho chúng ta, bởi vì chúng ta vẫn còn sống ở trong xác thịt này. Nhưng mà điều quan trọng nhất đó là cái tâm linh của mọi người tin Chúa, chúng ta đã được tái sanh, chúng ta không còn mang bản chất tội lỗi nữa. Chúng ta phạm tội thì là chúng ta chỉ phạm tội ở trong xác thịt của chúng ta mà thôi. Do đó mỗi ngày chúng ta bước đi theo Chúa, chúng ta cần nhờ cậy Chúa ban cho chúng ta quyền năng ân điển để chúng ta đắc thắng được những sự ham muốn ở trong xác thịt của chúng ta, để chúng ta sống đắc thắng tội lỗi. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì khi chúng ta trở thành con cái Chúa thì Chúa sẽ thay đổi đời sống của chúng ta, và chúng ta không còn có những sự lo lắng, không còn những sự sầu thảm, tuyệt vọng, bi quan, chán nản nữa. Nhưng mà Chúa sẽ cho chúng ta có tấm lòng bình an, có một tấm lòng yêu thương, tha thứ, một tinh thần mới, một tư tưởng mới, một cái nhìn mới, một suy nghĩ mới, và chúng ta trở thành một con người mới được tái sanh trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong năm mới này, có lẽ mỗi người chúng ta cũng đã chuẩn bị cho mình rất là nhiều quần áo, nhiều thứ vật chất để chúng ta có một năm mới. Như chúng ta thay đổi xe mới, chúng ta thay đổi điện thoại mới, chúng ta thay đổi chỗ ở mới. Nhưng điều quan trọng mà lời của Chúa Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm được ở trong Chúa đó là tấm lòng của chúng ta được trở nên mới ở trong đức tin nơi Chúa Jesus Christ. Hãy để cho Chúa Ngài bước vào trong tâm linh của chúng ta trong thời điểm đặc biệt này. Ngài không muốn chúng ta chỉ đón nhận những cái mới ở trong xác thịt này mà thôi, nhưng Ngài muốn cho chúng ta được trở nên mới ở trong phần tâm linh. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta trong ngày cuối năm này, tôi cũng khích lệ quý vị là con cái Chúa ở khắp nơi, chúng ta hãy cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình của mình, cho hội thánh của mình, để có một đời sống bình an, có một đời sống thịnh vượng, có một đời sống an khang thịnh vượng trong ơn của Chúa. Hãy cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có sức khỏe tốt để chúng ta có thể sống tận hưởng những điều phước hạnh nhất, những điều tốt lành nhất mà Chúa ban chúng ta ở trong năm mới này. Và chúng ta hãy nhớ đến đất nước Việt Nam của chúng ta. Hãy cầu nguyện xin Chúa Ngài quỷ phá đi tất cả những cái quyền lực tâm tối, gian ác của ma quỷ. Nó đang cột trói dân tộc Việt Nam của chúng ta ở trong những sự thờ cúng hình tượng, ở trong những sự mê tín dị đoan, ở trong những cái bùa chú phù phép tà thuật phù thủy của ma quỷ. Và chúng ta hãy dạn dĩ mạnh mẽ trong đức tin nơi Chúa Jesus Christ để cầu nguyện chúc phước cho dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ sớm ăn năn trở lại và nhận biết Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của mình. Đây là điều mà Đức Chúa Trời Ngài rất là hài lòng khi mà con dân Chúa ở khắp mọi nơi chúng ta cùng nhau hiệp lòng trong đức tin nơi Chúa Giêsu để chúng ta cầu nguyện cho dân tộc của chúng ta. Bởi vì nếu không có Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ thấy rằng một dân tộc, một đất nước sẽ không thể nào có ánh sáng bình minh trên dân tộc đó. Hãy cầu nguyện xin Chúa thay đổi đất nước của chúng ta qua đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Và điều thứ tư Chúa Giêsu có thể làm đó là Ngài có thể thay đổi tình trạng bệnh tật của chúng ta. Từ trong tâm linh chúng ta được tha tội thì Ngài cũng khiến cho phần thể xác của chúng ta cũng được Chúa Ngài chữa lành khỏi những bệnh tật. Chúng ta có thể nhìn thấy khi Chúa Giêsu Ngài đi rao giảng tin lành và Ngài thi hành chức vụ ở trên đất này thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là có nhiều phép lạ dấu kỳ xảy ra cho đoàn dân đông chung quanh Ngài. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu số 30 cho đến 31. Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 30 cho đến 31, lời Kinh Thánh chép rằng: bấy giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đuôi câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác, để dưới chân Đức Chúa Giêsu thì Ngài chữa cho họ được lành. Vậy chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đuôi được sáng thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Israel. Tạ ơn Chúa, trong thời của Chúa Giêsu Ngài thi hành chức vụ thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là có một cái sự lạ lùng qua chức vụ của Ngài. Ngài không giống như những giáo chủ của con người khác, Ngài không giống như những giáo chủ của những tôn giáo khác, chỉ là thuyết giảng mà không có làm một cái điều gì đó lạ lùng cả. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là trong suốt 3 năm rưỡi chức vụ của Chúa Giêsu ở trên đất này thì chức vụ của Ngài đầy dạy những dấu kỳ, phép lạ, chữa lành. Ngài khiến cho kẻ đau được chữa lành và thậm chí kẻ chết cũng được sống lại nữa. Tại sao lại có điều này thưa quý mài chị em? Ở trong Công vụ đoạn 10 câu 38 cho chúng ta thấy rằng là chính Đức Chúa Trời Ngài đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia, làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Cái điều đã thay đổi và khiến cho nhiều người được chữa lành qua chức vụ Chúa Giêsu, đó chính là bởi vì Đức Chúa Giêsu có sự sức giàu của Đức Thánh Linh và quyền phép. Vậy thì ở trong Chúa Giêsu Christ, mọi người chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta bước đi ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ thấy được phép lạ của Chúa. Ngài sẽ chữa lành cho thân thể của chúng ta. Nếu chúng ta tin đến đâu, Chúa sẽ chữa lành chúng ta đến đó. Tôi nhìn thấy trước đây có những anh chị em đến nhờ tôi cầu nguyện. Có nhiều người được lành, nhưng mà cũng có một số người cũng không được lành. Có những phép lạ lớn lao xảy ra, nhưng mà cũng có những bệnh tưởng chừng như rất là nhỏ, nhưng mà vẫn không được chữa lành. Tôi hỏi Chúa, Chúa ơi tại sao là như vậy? Thì Chúa Ngài nói với tôi rằng tại vì lòng của họ chưa sẵn sàng, đức tin của họ chưa có đủ lớn để có thể tin cậy nơi quyền năng của Đức Thánh Linh. Như vậy thì dẫu rằng là thác nước chảy ầm ầm, chảy ao ao, nhưng mà nếu một cái chai không chịu mở cái nắp ra thì không bao giờ có nước tuôn đổ vào trong cái chai ấy. Quyền năng của Chúa Giêsu vẫn còn y nguyên cho đến ngày hôm nay thưa quý mạc cha. Lời Kinh Thánh ở trong Hêbơrơ đoạn 13 câu số 8 chép rằng là Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Chúa Giêsu ngày xưa Ngài đã từng chữa lành thế nào thì ngày hôm nay Ngài vẫn tiếp tục ban ơn và chữa lành cho những người có đức tin nơi Chúa cũng thể. Ngài không thay đổi quý mài chị em ơi. Ngài không thay đổi đâu. Tôi chỉ cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta được mở trí, mở lòng ra để nhìn thấy bàn tay mai du đinh của Chúa vẫn tiếp tục hành động ở trên những ai có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Đừng bao giờ ngã lòng, đừng bao giờ bỏ cuộc, nhưng hãy cứ kiên trì, bám lấy Chúa. Trong thời của Chúa Giêsu khi mà Ngài đi qua một đám đông nọ thì có một cái người phụ nữ kia đã bị bệnh mất huyết 12 năm, đi khắp các nơi không ai chữa cho được hết. Nhưng mà người phụ nữ đó đã có đức tin nơi Chúa Giêsu và bà đã len qua đám đông và bà đã rờ đến chôn áo của Chúa Giêsu. Cái giây phút mà bà chạm đến chôn áo của Chúa Giêsu Christ thì bà đã được lành. Và bà đã nỗ lực rất là nhiều để có thể có được cái sự rời chạm đó. Nếu ngày hôm nay quý vị đã đi khắp nơi, uống nhiều thuốc, đi nhiều bệnh viện mà vẫn chưa hết được bệnh, tôi khích lệ các anh chị em đó, chúng ta hãy đến với Chúa. Hãy cố gắng chạm đến trong áo của Chúa. Hãy cố gắng quỳ gối cầu nguyện với Chúa bằng tất cả tấm lòng của mình. Hãy vượt qua những sự sĩ diện. Hãy vượt qua những cái gì đã ngăn trở chúng ta đến với Chúa. Hãy vượt qua những cái truyền thống của tôn giáo. Hãy vượt qua những cái sự sợ hãi của bản thân mình để có thể chạm đến với trong áo của Chúa Giêsu. Chắc chắn quý vị sẽ chạm được đến với Ngài. Và những ai đến với Chúa, Ngài không bao giờ bỏ họ ra ngoài đâu. Hãy đến với Ngài thưa quý mài cha. Bệnh gì Chúa cũng có thể chữa lành được hết. Cảm ơn Chúa. Và điều cuối cùng mà Chúa Giêsu Ngài có thể làm ở trong đời sống của con người chúng ta, Ngài không những chỉ tha thứ tội lỗi, Ngài không những chỉ chữa lành bệnh tật của chúng ta, Ngài không những chỉ giải cứu chúng ta ra khỏi những quyền lực của ma quỷ, nhưng mà Ngài cũng muốn thay đổi câu chuyện lịch sử trong cuộc đời của bạn. Chúa Giêsu Ngài đến để thay đổi hướng đi của con người chúng ta. Ở trong Kinh Thánh có rất là nhiều người đã được Chúa Ngài thay đổi câu chuyện lịch sử trong cuộc đời của họ. Tôi có thể kể đến từ Sách Sự Ký cho đến Khải Huyền có vô số con người. Trong số đó chúng ta thấy được có Abraham, có Gia-cốp, rồi có Joseph, David, Gia-bên, Saul, sau này được trở thành sứ đồ Phao-lô. Có nhiều người họ lúc ban đầu khi chưa bước đi theo Chúa, họ chỉ là những con người tầm thường, nhỏ bé. Thế giới không ai biết đến họ cả. Nhưng mà chỉ sau một thời gian, khi họ đáp ứng lại với sự kêu gọi của Chúa, họ bước đi theo Chúa, thì bắt đầu Chúa Ngài ban phước và nâng cấp họ lên. Họ trở thành những con người vĩ đại, họ trở thành nguồn phước cho dân tộc của họ, họ trở thành những sứ đồ của Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Ở trong Esai đoạn 43 câu 18 cho đến 19, lời của Chúa chép thế này: đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nay ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi há chẳng biết sao. Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Có thể trong suốt một năm vừa qua, chúng ta đã phải sống ở trong đồng vắng. Trong suốt một năm vừa qua, chúng ta sống ở trong những sự thù hận, hoặc là chúng ta bị tổn thương, chúng ta bị vấp phạm, cay đắng một ai đó. Nhưng mà lời của Chúa khuyên mời chúng ta rằng chúng ta đừng nhớ lại những điều đó nữa, quý mài chị em. Chúng ta hãy nhìn vào trong tương lai. Bởi cặp mắt của đức tin, chúng ta sẽ nhìn thấy bàn tay của Chúa hành động ở trên hoàn cảnh của chúng ta, ở trên cuộc đời của chúng ta. Dù quá khứ của chúng ta có như thế nào, thì hãy nhớ rằng chính Chúa Jesus Christ là đấng có thể thay đổi lịch sử cuộc đời của chúng ta. Bởi vì Ngài đã thay đổi dòng lịch sử của nhân loại, Ngài đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại, thì ngày hôm nay Ngài vẫn sẽ tiếp tục chia đôi dòng lịch sử cuộc đời của chúng ta. Hãy là người đầu tiên được phước ở trong gia đình của quý vị. Hãy là người đầu tiên chúng ta trở thành một nguồn phước cho gia tộc của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Khi nói đến đây thì tôi cảm ơn Chúa, bởi vì tôi được Chúa Ngài thương xót. Tôi là người đầu tiên ở trong gia tộc của tôi được qua tại Hoa Kỳ này. Tôi là người đầu tiên được đặt chân đến tại Mỹ này. Ông nội của tôi đã ước ao đến Hoa Kỳ này, nhưng mà ông đã mất ở trong thời chiến tranh Việt Nam. Ba của tôi cũng ước ao rằng sẽ được qua Mỹ này, nhưng mà cho đến bây giờ ông vẫn chưa đặt chân đến. Cảm ơn Chúa, tôi hầu vị Chúa một thời gian và Chúa Ngài đem tôi đến tại vùng đất này. Tôi biết rằng đó chính là bàn tay của Chúa Giêsu, Ngài đem tôi qua đây. Dẫu rằng tôi không phải là một người có nhiều tiền hoặc là nhiều của cải, tôi không phải là một người đặc biệt nào đó, mà được Chúa Ngài đem tôi qua đây. Nhưng mà tôi biết rằng đó là lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa đã thay đổi câu chuyện lịch sử trong cuộc đời của tôi. Và Chúa Ngài muốn tôi chia sẻ điều này để cho những anh chị em chúng ta là những người đang sống ở trong những hoàn cảnh khó khăn, bế tắc. Chúng ta đang sống ở trong những cái sự giới hạn của bản thân mình. Chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện từ ngày hôm nay. Chúa ơi, xin Chúa thay đổi câu chuyện lịch sử trong cuộc đời của con. Hãy để cho con là người được phước của Chúa. Giống như Abraham, ông là một nguồn phước cho mọi người xung quanh ông. Con là con cháu thật của Abraham bởi đức tin nơi Chúa Jesus Christ. Xin hãy khiến cho con trở thành một người được phước. Chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ bỏ qua lời cầu nguyện đơn sơ của quý bà chị em. Hãy ước ao trở thành một người được phước để xuyên qua đời sống của chúng ta, gia đình, gia tộc và cộng đồng xung quanh của chúng ta sẽ được phước. Cảm ơn Chúa. Phao-lô đã nói thế này: nhưng tôi nay là người thế nào? Là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu số 10. Đây là lời của Phao-lô. Sau khi ông được Chúa thay đổi câu chuyện lịch sử trong cuộc đời của ông, thì ông đã nói với Chúa rằng đó không phải là bởi vì ông đâu, nhưng đó là nhờ ơn của Chúa trên đời sống của ông. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 4 câu 9 cho đến câu 10 chép về câu chuyện và lời cầu nguyện của Gia-bê như thế này: Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ người đặt tên là Gia-bê vì nói rằng: ta sanh nó trong sự đau đớn. Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn. Nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Đứng trước thềm năm mới này, tôi khích lệ mọi người chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa. Chúng ta không cầu nguyện trong tinh thần của sự ích kỷ. Chúa ơi, ban phước cho con, cho gia đình của con, cái gì cũng con hết. Nhưng mà tôi khích lệ quý vị, chúng ta hãy cầu nguyện lớn hơn nữa. Chúa ơi, xin Chúa Ngài mở rộng bờ cõi của Ngài, xuyên qua đời sống của con. Con chỉ là hạt cát ở trong vũ trụ này, nhưng mà Ngài có thể sử dụng hạt cát này để danh của Ngài được nhiều người biết đến. Được không quý mà chị em? Chắc chắn được chứ. Một Gia-bê đau đớn, một Gia-bê thấp hèn, một Gia-bê bị sỉ nhục, không được ai ngó ngàng đến ở trong gia tộc. Nhưng mà ông đã bắt đầu thay đổi số phận của mình qua lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời của Israel. Chớ chi Chúa ban phước cho con, mở bờ cõi của con rộng lớn. Xin tay của Chúa phù giúp con, giữ con được khỏi sự dữ, hầu cho con chẳng buồn rầu. Xin Chúa Ngài nhầm lời cầu xin của mọi người chúng ta. Và quý vị hãy chờ đợi ở trong đức tin, hãy chờ đợi trong sự nhịn nhục, để thấy một ngày nào đó, một ngày đẹp trời nào đó, Chúa Ngài sẽ nhậm lời cầu xin của chúng ta, y như đức tin của chúng ta có nơi Ngài. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì qua những điều này, chúng ta nhìn thấy được sự Giáng sinh của Chúa Giêsu đã làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Và qua mối thông công mật thiết giữa chúng ta với Chúa, thì Chúa Ngài qua đó, Ngài có thể thay đổi hướng đi, thay đổi số phận, thay đổi cuộc đời của chúng ta, thay đổi lịch sử cuộc đời của chúng ta nữa, quý bà chị em. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước chúng ta trong năm mới này, để mọi người chúng ta sẽ tìm thấy được ý nghĩa và mục đích của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không sống cho chính mình nữa, nhưng mà chúng ta sống vì cớ Chúa Giêsu là đấng đã yêu thương và chết thay cho mọi người chúng ta. Khi chúng ta sống vì cớ Chúa, chắc chắn Chúa sẽ có vô số những điều tốt lành mà Chúa Ngài có thể tín nhiệm và Ngài trao chúng ta làm, để qua đó công việc của Chúa được hoàn tất và vương quốc của Chúa được mở rộng xuyên qua đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước lại cho quý mài chị em. Và nếu anh chị em nào chúng ta muốn được Chúa Ngài ban phước chúng ta trong năm mới này, qua lời của Chúa, tôi xin cầu nguyện ngắn gọn cho quý vị như thế này. Để Chúa yêu dấu chúng con, giờ phút này con cầu nguyện xin Chúa ban phước cho những quý khán giả, cho những quý con cái Chúa đang lắng nghe chương trình này từ xa, trực tiếp, ngay trong thời giờ này. Con cầu xin bàn tay quyền năng ma-giu-đinh của Chúa Jesus Christ, là bàn tay không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Xin Chúa Ngài chạm đến, xin Chúa Ngài đụng chạm tấm lòng của từng người một, Chúa ơi. Xin Chúa Ngài tha thứ tội lỗi cho họ. Xin Chúa Ngài chữa lành cho những bệnh tật ở trong thuộc linh cũng như trong thuộc thể của quý bà chị em con. Và xin Chúa Ngài gia tăng những giới hạn, những ơn tứ, những khả năng và nhờ sự sức giàu của Ngài ở trong đời sống của quý bà chị em con, để họ được trở thành những nguồn phước của Chúa cho chính gia đình của mình, cho cộng đồng, cho đồng bào dân tộc Việt Nam của chúng con. Đây Chúa Giêsu, xin Chúa Ngài khởi sự làm việc lành của Ngài trên đời sống của chúng con, và Ngài sẽ làm trọn hết cho đến ngày mà Chúa Giêsu Christ Ngài trở lại. Cảm ơn Chúa, bởi vì cuộc đời của chúng con sẽ có ý nghĩa và tươi sáng hơn khi chúng con có Ngài. Khi có Chúa bước vào thì lịch sử cuộc đời của chúng con sẽ được thay đổi, và chúng con sẽ được bước sang một trang sử mới nhờ ơn của Chúa. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài tiếp tục Ngài đồng hành, ban ơn và sức giàu trên mỗi người chúng con, là những tôi trai, tơ gái của Chúa ở trong phòng Zoom này. Nguyện xin Chúa Ngài đừng bỏ qua bất cứ con người nào, nhưng xin Chúa Ngài sử dụng mỗi một người chúng con, mỗi cuộc đời của chúng con sẽ là mỗi cuộc đời phước hạnh và đầy tràn ơn phước của Chúa. Con cảm ơn Chúa và con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.